Tấm mặt bàn này thì sở hữu chiều rộng là 1m1 và chiều dài là 4m, dày là 12, thì tấm này là được cắt ra từ một khúc dài tới 6m47 anh em ạ. Do là nó có một đầu nó bị bóp nhỏ lại á, nên là cắt ra và chia thành hai tấm, một tấm là dài 2m40 và một tấm là dài 4m. Mời anh em mình cùng theo dõi quá trình bên em hoàn thiện tấm này anh em nhé. Hình như bên bên kia ngắn hay nào? À, nhau rồi đúng không? Anh ngắn. Anh thấy 50. Xấu mà. 55 cơ mà. 55. Vuông luôn à? Cân nhích đều. Năm phần thì xéo đầu xéo mai, nếu mà cắt đầu là mất 10 phần này. Xéo đầu, xéo. Ừ, nó hai bên xéo rồi, bây giờ căn vuông lại không phải. Đôi nỗi sầu. Học đi. Tông lên cái cây rồi. Thank you.
con nên chứ không gia đình. Bữa giờ bán được không thế ạ? Tự nhiên cái đợt này ế vãi ra. Ế vãi ra. Chồng mừng này. Cái gì vậy?
về cái gì vậy? Eco. Cái gì ạ? Eco. Nguyên công. Mét mốt này, dày 12, dài thì nó dài là 4 mét, dài 4 mét thôi này. Hiện tại đang là nước lót phun đầu tiên, sau 2 lần lót tay thì đây là nước phun đầu tiên. Đấy, ok anh em, dài là 4 mét, rộng 1 mét 1, vân rất là đẹp, nó là một tấm bắp biển. Sau khi hoàn thiện thì anh em mình ngắm nhìn cho em là đường vân rất là đẹp, cạnh đồ cũng là những cái cạnh mà bên em đã rong vuông rồi, đầu bên này là không có điểm tì gì hết luôn anh em nhé. Anh em nào mà có quan tâm đến cái sản phẩm này thì để lại cho em xin cái bình luận ở bên dưới. Và bây giờ hẹn gặp lại anh em mình vào những video tiếp theo.